cái nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog Đốc. Và hôm nay Nghĩa nhà được một thầy giáo Dũng ở dạy trường Nguyễn Chí Thanh hay mà. Nguyễn Chí Thanh. Quận 12 cả nhà. Thì hôm nay bạn qua hỗ trợ mình quay về live cam xuống để quay tận cảnh con cano này cả nhà. Hôm nay mình tìm một cái chỗ để rộng rãi để chạy con cano này rồi. Thì theo thông số mà của cái bạn mà tặng mình á là nói là con này chạy xa 500m, vận tốc là 80 km/h. 80 km/h. Quá dữ luôn. Kinh khủng lắm. Và hôm nay mình để test thử như thế nào nha nhà. Rồi bây giờ ghép vô. Rồi ghép pin vô cả nhà ơi. Cái nguồn điện hay ghê. Ủa hết rồi. Tại điện nhưng mà rất thích đi chơi nha, món điện. Nè. Cho cả nhà xem cái động cơ của nó nè, kinh khủng lắm nè. Đó. Động cơ này bạn ấy đã độ chế đồ lên các kiểu rồi cả nhà. Quá dữ. Một tí anh kêu em xem cái động cơ nó chạy là kinh khủng lắm, giật mình luôn á. Ok cái nhà ơi, giờ đã ráp xong rồi nè, bây giờ cho xuống thôi. Đây cả nhà, cái chỗ này là lúc trước mình đã tìm dùng F11 để đi tìm cái phong cảnh này để học hội lai cam. Thì anh em nào có theo dõi kênh mình sẽ biết phong cảnh cái này nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ ra hướng đó, mình thả cano xuống. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình lèo mình xuống đây mình thả luôn nha. Chết cha. Ghê nha. Đó. Đây. Ok chưa? Em quay con thuyền giùm anh nha. Rồi nó đã chưa? Thank you.
công nhận chơi này đã thiệt cả nhà. Đấy, mình chơi cũng nhiều môn lắm mà, nhưng mà môn này thấy mình thấy phê đã thiệt. Cái lại cái động cơ của nó được cái bạn tặng mình á, bạn ấy đã độ rồi, hôm nay chạy tốc độ rất là kinh hoàng nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì sau một hồi lượn quanh ở dưới nước á, thì ẻm vô nước nè cả nhà, mới đổ ra một đống nước trong này luôn nè, cục pin nó cũng ướt luôn nè, ướt quá trời ướt nè đó. Ủa, ngứa bay thế à, chạy thế sao không ướt được. Ghê, nó lũi âm 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 cả nhà, không bị sao hết nè, lũi âm âm âm, khoan âm âm đùng đùng, những châu bò thiệt. Cái này cái này mang ra biển nó chơi đã lắm ha. Thì hôm nay được nhờ được sự hỗ trợ của thầy giáo Dũng này, cũng quay được những cái cảnh trên không xuống cho cả nhà cùng xem ha. Rồi giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cả nhà có ý kiến gì thêm thì comment bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ mình với em Dũng xin tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại, bye bye.